Co giật do sốt là những cơn co giật xảy ra khi sốt và thường thấy ở trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Các nơ là các tế bào chính của hệ thần kinh. Chúng gồm một thân nơ trong đó chứa toàn bộ các tế bào quang của tế bào. Và các sợi thần kinh là phần nhô ra ngoài xuất phát từ thân tế bào nơ Các sợi thần kinh có thể là các sợi nhánh nhận tín hiệu từ các nơ khác hoặc là sợi trục truyền tín hiệu hay điện thế hoạt động đến các nơ khác. Vị trí hai neuron tiếp xúc gọi là synap và tại đó, một nhánh tận của sợi trục gửi các chất dẫn truyền thần kinh đến các sợi nhánh hay đến trực tiếp thân tế bào của neuron kế tiếp. Một số chất dẫn truyền thần kinh gắn với các thụ thể và làm cho tế bào mở kênh ion và chuyển tiếp một tín hiệu điện được gọi là các chất dẫn truyền thần kinh kích thích. Nhưng số khác có thể đóng các kênh ion và ngăn chặn tín hiệu điện đi qua, gọi là chất dẫn truyền ức chế chất dẫn truyền thần kinh kích thích chính trong não bộ là glutamate. Glutamate gắn với các thụ thể NMDA làm tế bào mở kênh ion calcium. Vì calcium mang điện dương, cho nên điều này làm bên trong tế bào dương hơn và do đó giúp kích hoạt điện thế hoạt động. Ngược lại, chất dẫn truyền thần kinh ức chế trong não bộ chính là GABA. GABA gắn với các thụ thể GABA làm cho tế bào mở kênh ion chloride. Vì chloride mang điện âm, do đó bên trong tế bào âm hơn và gây ức chế điện thế hoạt động. Trong cơn co giật, một nhóm lớn neuron trở nên hoạt động một cách đồng bộ, nghĩa là tất cả phóng điện cùng một thời điểm. Trong co giật do sốt, nguyên nhân dẫn đến hoạt động thần kinh bất thường này là sốt. Điều này khiến bạn ngạc nhiên đúng không nào? Tại sao lại như vậy? Chúng tôi thật sự không thể biết chắc, nhưng có một vài sự giải thích có thể khả quan. Đầu tiên là sốt làm tăng nhiệt độ trung ương của cơ thể và làm các nơ rong dễ bị kích thích hơn so với bình thường, nghĩa là điện thế hoạt động có nhiều khả năng xảy ra hơn. Hai là sốt làm tăng thông khí, khi đó bạn thở nhanh hơn và nồng độ CO2 trong máu giảm. Tình trạng này dẫn đến kiềm hô hấp hay tăng pH máu và dường như cũng làm cho nơ rong trở nên dễ kích thích hơn. Ba là sốt do các cytokine như interleukin 1B Chất này được giải phóng từ các bạch cầu trong quá trình đáp ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Các cytokines được cho là cũng làm tăng hoạt hóa các thụ thể NMDA. Dĩ nhiên là hầu hết sốt không kèm co giật, cho nên những yếu tố trên chỉ là một phần của vấn đề. Trong khi chúng ta vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân của co giật do sốt là gì, thì một số yếu tố nguy cơ đã được xác định. Các yếu tố di truyền thường có vai trò nhất định vì những đứa trẻ mà bố mẹ có tiền sử co giật do sốt thì có nhiều khả năng xảy ra tình trạng này hơn độ tuổi dường như cũng là một yếu tố mặc dù xảy ra ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi nhưng chủ yếu là trẻ từ 12 đến 18 tháng nói chung co giật do sốt xảy ra thường xuyên hơn khi sốt tăng nhanh hoặc sốt cao co giật do sốt dường như có liên quan nhiều hơn đến một số tình trạng nhiễm trùng như nhiễm herpes virus 6 gây bệnh ban đào sốt co giật cũng có thể khởi phát sau tiêm vaccine do hệ miễn dịch bị kích thích như tiêm vaccine sởi, quai bị, rubella, thủy đậu nhưng tần suất này xảy ra khá thấp và lợi ích của tiêm phòng vaccine mang lại cao hơn nhiều so với nguy cơ này sốt co giật cũng luôn liên quan đến nhiệt độ cao hay sốt trên 38 độ C và chúng có thể được phân loại thành thể đơn giản hay thể phức tạp co giật do sốt thể đơn giản kéo dài ít hơn 15 phút Cơn co giật toàn thể và không có cơn tái phát trong vòng 24 tiếng. Co giật do sốt thể phức tạp là khi cơn co giật kéo dài hơn 15 phút hoặc tác động khu trú đến một phần cơ thể hoặc co giật tái phát trong 24 tiếng. Về cơ bản, nếu cơn co giật không bao gồm các tiêu chuẩn của thể đơn giản thì được xem là thể phức tạp hầu hết co giật do sốt là thể đơn giản kéo dài trong vài phút và là cơn co cứng co giật nghĩa là có pha co cứng khi toàn bộ cơ của cơ thể đột ngột co lại và cứng đờ sau đó là pha giật khi các cơ bắt đầu co và giãn mạch gây một hoặc một chuỗi cơn co giật không tự ý của cơ sau co giật thường có giai đoạn sau cơn khi đó trẻ có thể bị rối loạn tri giác và có thể không nhớ điều gì xảy ra trong cơn sau cơn trẻ cũng có thể bị yếu tay hoặc chân đa phần co giật do sốt không cần điều trị bởi vì chúng thường tự giới hạn. Trong suốt cơn co giật do sốt, nên đặt trẻ nằm nghiêng sang một bên, tiếp tục theo dõi một thời gian. Cần chú ý nếu cơn co giật kéo dài hay có thêm các triệu chứng nặng khác, như là nôn, khó thở hay cứng cổ. Thông thường thì điều trị quan trọng là phân biệt co giật do sốt với các nguyên nhân nền khác gây sốt và co giật như viêm não, viêm màng não, tình trạng nhiễm khuẩn của não bộ với các mô xung quanh não. Ở trẻ nhũ nhi, chọc giò tủy sống có thể hữu ích trong việc xác định nguyên nhân nền gây co giật trong một số trường hợp. Các thuốc chống co giật có thể được sử dụng, nhưng thường thì không cần dùng với những cơn co giật thể đơn giản. Cuối cùng, sốt có thể gây ra khó chịu ở trẻ, do đó thuốc hạ sốt như ibuprofen hay acetaminophen có thể được sử dụng để hạ sốt. Hãy cùng tóm tắt nhanh nhé! Co giật do sốt là những cơn co giật xảy ra ở trẻ đang sốt. Dù qua cơ chế tăng nhiệt độ cơ thể, nhiễm kìm máu hay giải phóng các chất hóa học nhất định như italokin 1B, thì sốt dường như tham gia vào kích thích hoạt động thần kinh, khiến cho các nhóm neuron dễ dàng phóng điện một cách đồng bộ, lặp đi lặp lại nhiều lần. Hầu hết co giật do sốt là co giật co cứng toàn thể, gây cứng, giật và mất ý thức. May mắn thay, hầu hết có giật do sốt tự hồi phục mà không cần điều trị và không gây tác hại về lâu dài.